Vâng, chào mọi người. Dòng loa to hơn, hay hơn, nhưng mà lại rẻ hơn dòng loa nhỏ hơn, âm thanh dở hơn, mà rẻ hơn không ít đâu mọi người, rẻ hơn 1,5 triệu. Và chúng ta hãy cùng nhau phân tích một dòng loa cứ không phải là cứ cao tiền hơn thì nó sẽ đáng giá đâu. Mỗi dòng loa nó sẽ phù hợp với mỗi cái nhu cầu khác nhau. Nhiều lúc cái dòng loa cao cấp nó lại gây hại tới túi tiền mà có những cái tính năng không phù hợp với cái nhu cầu của chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta đi phân tích mổ xẻ vấn đề này nhé. Bắt đầu. Bên trái này đây là dòng loa KDNES 3011, giá hiện tại là 7,8 triệu. Bên phải của mình là dòng loa KSNES 450, giá hiện tại là 9,3 triệu. Thì giá này nó có thể thay đổi theo thị trường thì mình sẽ luôn luôn cập nhật cho mọi người nhé. Đấy, thì hai dòng loa này tính năng nó hoàn toàn giống nhau mọi người nhé. Đều có một cái đầu karaoke Android 4K để có thể xuất hình ảnh từ cái loa lên TV. Đó, nó có sẵn bài hát để có thể xuất lên TV và biến một cái TV bình thường, không phải TV thông minh, trở thành một chiếc TV thông minh có thể trộn giữa bài hát YouTube và bài hát offline của hãng Agnos. Hãng nói là viết ngược lại của Sơn Ca đó mọi người. Đó, đó là... Và những cái tính năng đặc biệt của nó thì mình đã làm một cái video riêng, thì mình không có nói vào ngày hôm nay nữa thì làm cho video dài quá. Mình sẽ để ở link bên dưới. Có 4 tính năng mà chỉ có những dòng loa có chữ NET là NET đó mọi người có thôi nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi so sánh về hai dòng loa này, những điểm khác nhau nhé. Còn điểm giống nhau thì là đầu karaoke Android đó. Dòng loa KDNES 3011 xài điện, dòng loa KSNES 450 là nó xài pin với dung lượng là 84 Wh để chúng ta có thể đem được máy bay. Đấy, đem được, đem lên đường hàng không được, nó có thể xách đi được. Dòng loa này âm thanh to hơn, hay hơn. Về độ hay thì một tí mình sẽ so sánh cho mọi người nhé. Còn về độ to thì theo mình thì tỷ lệ khoảng 7:5 độ to âm thanh đó mọi người. Nhưng mà nhà sản xuất công bố thì công suất thực của anh KDNES này là 300W, còn KSNES là 150W. Đó là công suất hằng mọi người nhé. Công suất nó không định nghĩa được cái độ to nha. Độ to là khác, độ ồn là khác, còn độ về công suất là khác nha, chứ không phải là công suất gấp đôi là chúng ta nghe to gấp đôi đâu, thì đó là hoàn toàn chưa đúng. Ok, riêng cảm nhận về mình cũng như là rất là nhiều khách hàng đã đến tận nơi nghe qua và xem qua thì có những đánh giá chung như sau. Nếu mà chúng ta để ở những ngôi nhà cần độ đẹp gọn để chúng ta để với những cái dàn âm thanh thì mình thấy dòng loa cái nét này nó phù hợp hơn, tại vì nó có cái mặt lưới này, nhìn có vẻ là nó sang hơn, nó mát mắt hơn. Đấy, chúng ta nhìn ở đây là mặt lưới mọi người nè. Đấy, ở trên nó có một cái đó, cái bảng bo mạch như vậy. Còn đây là dòng loa KDNES 3011. Đấy, thì nếu chúng ta nhà chúng ta chưa có dàn, chúng ta chưa có dàn karaoke thì có thể anh này nó sẽ thay thế một cái dàn cho chúng ta, nó sẽ phù hợp hơn. Đó, còn nếu nhà chúng ta có dàn rồi, chúng ta sẽ để dòng loa KDNES vào nó phù hợp hơn, để nhìn nó gọn gàng hơn. Còn nếu chúng ta chưa có vàng thì chúng ta để dòng loa này vào sẽ hợp hơn. Đó, và giống như nó thay thế một chiếc vàng cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ xem về cái bộ micro. Đây mọi người nè, bộ micro này nó màu đen. Đấy, còn loa này thì bộ micro nó màu này, hợp kim nhôm màu này nhé. Rồi bây giờ mình sẽ thay so sánh về chất âm cho mọi người nghe thử nhé. Đó, chúng ta sẽ test thử âm thanh cho mọi người. Ok, và phần cuối cùng thì mình sẽ so sánh chất âm của hai cái micro cho mọi người nhé. Bắt đầu. Hiện tại mình đang kết nối với hai dòng loa. Đây, bên trái của mình là KDNES 3011 tên là Agnos Karaoke. Bên phải của mình là KDNES 450 tên của nó là Beatbox. Mình đã chỉnh hết âm thanh của này là volume master, volume nhạc của hai cái đều full. Bass shape của hai loa đều là 50. Bây giờ thì mình sẽ test âm thanh bởi cái điện thoại mình nha. Test hai bài, một bài của Show Bên Hoàng Sơn vẫn nhớ, bài này rất là nhẹ nhàng và hay, bass chép rõ ràng luôn. Bài thứ hai đó là bài một bài của Đan Nguyên nhé, mình sẽ thử cho mọi người nghe khoảng một bài khoảng 1 phút thôi. Chưa? Đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
3001 nhé. Bây giờ mình sẽ mở lại cùng khúc đó qua dòng loa KS-Net 450 chuyển qua đó, mình sẽ bớt âm lượng lại, đầu tiên là 50 xong tăng lên 75 nhé, giống như dòng loa nãy. KS-Net 450 nha, mình sẽ chuyển qua dòng loa này KD-Net 3011 chuyển qua, cũng để 50% luôn. Đấy, do
ra từ mong làm sao tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu em nhịp tình ta vẫn chưa thành khi núi sông còn đều. Đúng như nãy giờ mình đã chia sẻ không ạ? À? Có gì mọi người cảm nhận như thế nào mình có thể chia sẻ cái cảm nhận riêng mình nha. Bây giờ mình sẽ thử test cho mọi người chức âm của micro nhé. Đây, đầu tiên mình dùng loa KS-NET 450. Mình sẽ để là âm lượng volume nó là 50-50 micro mọi người 50, còn volume master là 50. Lượng 1, 2, 3, 4, tất cả các nút còn lại đều 50% hết. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Vào mùa trăng đó nàng từ phương xa về đâu giấc mơ. Hát lộn tông, xin lỗi mọi người. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Ok, ở đây mình để 50. 50 nghĩa là mình chỉ mở 25% âm lượng của micro mọi người nhé. Khi mà để cái này full, cái này 50 nghĩa là 50% âm lượng micro. Đấy, thử bài khác nha. Thử một khúc khác mọi người nha. Echo để này thì nó hơi vang nhiều quá, hơi khó nghe. Trái ngang vừa tan, hãy đưa con đò sang bến sông vần mộng, trong ngóng trong vô vọng. Đắng cay còn đây, sau bóng lơi đôi bàn tay, má hồng hay hay, thẹn thùng bên anh ở đâu chẳng thấy. Ok, đó là chức âm của dòng loa này. Mình thử cái này, thử mọi người nghe thử có gì khác không nhé. Đầu tiên mình sẽ để volume nhạc, volume micro và volume master là 25, 50-50, nghĩa là chỉ mới 25% âm lượng micro mọi người nhé. Thử mọi người nghe bài đó. Được. Chờ người tình lỡ là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Và mùa trăng đó nàng từ phương xa về đâu giấc mơ. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ tăng full âm lượng micro để volume master là 50% ha. Này, rồi thử nhạc. 1, 2, 3, 4 thử nhạc. Trái ngang vừa tan, anh đưa con đò sang bên sông vẫn mong, trong ngóng trong vô vọng. Đắng cay còn đây, sao bung lơi đôi bàn tay, má hồng hay hay, thẹn thùng bên anh ở đâu chẳng thấy. Chót yêu nhau từ thời mộng mơ, từ vần thơ đi vào trang vỡ, nét tương tư thẹn thùng thương nhớ, bằng tất cả ngây thơ. Mọi người nghe cảm nhận chất âm của hai dòng loa này cái mic như thế nào, mọi người có thể chia sẻ bên dưới nhé. Ok, sau nãy giờ thì mình test xong thì mình chốt lại cho mọi người những cái như sau. Gia đình nào cần đẹp sang gọn để phối hợp với cái dàn loa của gia đình của mình, đấy, có thể sắp đi đây đi đó. Chất âm của micro trầm đó, để ca là chính thì chúng ta có thể chọn những loa KS-NET 450 phù hợp nhất. Đấy. Còn chúng ta muốn xét riêng về chức âm, nếu chúng ta chưa có dàn, chúng ta muốn nghe nhạc, chúng ta muốn hát lớn hơn, chúng ta muốn hát không gian lớn hoặc ở ngoài trời, chúng ta không quan tâm nhiều lắm đến ngoại hình. Ngoại hình là cái tiêu chí phụ, mà chức âm, tiếng micro sáng thì loa KS-NET 3011 sẽ phù hợp hơn chúng ta. Đấy, chúng ta để ở nhà không, tại vì cái loa này sẽ đi. Đấy. Xin ơn mọi người rất nhiều nha, bạn đã quan tâm theo dõi video. Chúc mọi người có một cuộc sống may mắn, bình an. Mọi người có những thắc mắc gì hãy nhấn vào phần bình luận ở dưới hoặc vào số hotline bên trái Zalo. Ok, xin ơn mọi người rất nhiều, bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.